quý vị, chiều nay, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi kiểm tra thực tế dự án trạm trung chuyển rác ở tuyến đường Lê Thanh Nghị. Trạm trung chuyển rác trên đường Lê Thanh Nghị được thành phố đầu tư cải tạo nâng cấp với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, có tổng vốn đầu tư khoảng 172 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành. Trạm có chức năng chính là tập kết, ép rác sinh hoạt, các loại rác cồng kềnh và các thùng chứa bằng công nghệ ép ngang kín và kiểm soát hoàn toàn mùi hôi, rồi vận chuyển đến khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn để xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị phải giám sát chặt chẽ khi trạm vận hành thử trong 6 tháng. Phương án vận hành, nhất là phương án xe cộ, phương án xử lý rác và kể cả cái xử lý mùi hôi. Nhất tôi lưu ý nhất là cái chỗ xe tập kết, cái phương án thu gom rác nữa. Chứ có cái này là bắt đầu là phương án thu gom rác cũng phải khắc đấy chứ. Và cũng phải giám sát, dân cũng phải giám sát. Với công nghệ xử lý hiện đại, khi đưa vào vận hành, trạm trung chuyển rác tại đường Lê Thanh Nghị đảm bảo công suất 485 tấn một ngày, phục vụ trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Hải Châu và khu vực lân cận.